nếu mình theo Phật thì mình sẽ được thành Phật, mà theo phàm thì đắc quả phàm, chứ không có gì mà quả phàm ra đâu có ai chứng. Đó là thử ra theo cô nghĩ tà giáo Lăng Xăng này bây giờ cái nào mình gọi là tà giáo? Tà giáo Lăng Xăng, người không rõ gốc căn lạc lối, câu này của Đức Phật thầy Tây An đó. Thì tà giáo Lăng Xăng là bây giờ nè, họ xưng nè, họ xưng là họ đệ tử thứ nhất, thứ một, thứ hai, thứ ba vậy đó. Rồi bắt đầu xưng mẹ, xưng cha gì, họ xưng đó. Xưng cũng gốc là năm kỷ dậu đó ha. À, mượn danh từ sái đậu thành binh đó, thành thử anh vậy đó. Xưng nhưng mà có em nên nhớ là xưng là xẹp à. Thầy nói ham linh ham nghiệm, sợ em ăn nghèo, lựa cho phải cột, phải kèo, phải dai, phải ghế mà theo kẻo lầm. Họ linh thì như cô cá linh giữa nước vực linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính trình bà cố và ông cố và ông hai. À, cho phép con kể về tiểu sử của ông và bà và ông hai Nhu. À, xin mạn phép cho con nhắc lại. Nam mô A Di Đà Phật. À, thưa quý vị, bữa nay là ngày mùng 5 tháng 5, cũng là ngày lễ dỗ của bà cố quản Trần Văn Thành. Nên đi đến đây để cúng bà. Và gặp cháu nó hỏi, cũng xin mạn phép ông và bà để chia sẻ về tiểu sử của ông và bà. À, ngày xưa năm 1873, ở năm 1000, Đức Cố Quản ngài làm quan của triều đình đó quý vị. Ngài Tây sinh nhắc quê hương ông ở Bình Thạnh Đông là Thở Khai Sinh, Tổng An Lương, quê quán gia đình huyện Châu Phú, còn dinh thờ cố. Tuy giàu có không đem thi thố, sống dung hòa, an cố võ dân. Tánh thường lương ít có ai bằng, đời dĩ quách, khó khăn tương trợ. Ở chồm xóm cô dì cậu mợ rất hài hòa, xem tợ người thân, giữ lễ nghi, cô bác xa gần đến đâu cũng được phần cảm mến. Đó. Thì ông cố tuổi ác dậu 20 vừa đúng, nghe triều đình chiêu dụng thanh niên, chí mày râu nung náo ông liền đúng thình đến, sức chinh ngập ngũ. Chức thiết đội nghĩa binh ông đủ, lệnh tùng quân dẹp lũ miên lòn. À, ông mộ người vừa đặng 50, tình song thân gác biệt giả từ, đúng thình đến sức chinh ngập ngũ. À, sức đội nghĩa quân ông đủ, lệnh tùng quân dẹp lũ miên lòn, cắn biên thùy tụt tỉnh An Giang, đuổi miên loạn giữ yên bờ cõi. Đó. Rồi khi đó ông làm quan của triều đình của mình là ông vua Tử Đức. Nên khi được một thời gian thì ông thu phục được ông Bướm và ông Voi. Thì triều đình mới cho ông cho phép được về làng ngơ nghỉ. Thời gian ấy cố ông vào dạ cách trong đường tan nát lòng đau. Thì khi đó cha ông vắng mặt thì ông mới nghe Đức Phật thầy Tây An ngài mở đạo tại Tầm Sơn. Thì ông đi xuống đó để trị bệnh hút thuốc, nhưng mà ông đi đó để mong gặp thầy. Thì ông đi 3-2 ngày mà trên tay ông về không à quý vị, ông không có than khúc nào về hết, bị gì ông thấy bà con chen lắm quá nên ông nhường để cho người ta hút, ông đi về không. Ngày thứ ba ông trở xuống thì thầy ngồi trong biết gõ đuôi đầu nên cho gọi ai đâu ông quản. Người ra gọi trình bày sự thiệt gần Phật thầy có việc mời ông. Ông phải là ông quản đấy không, nếu ông quản vô cho thầy dạy. Đức cố nói không biết việc chi bắt gặp mà ông thầy muốn gặp mình. Thì Đức cố theo cái người kêu đó đi vào. Thì vừa vô thì Đức Phật thầy Tây An ngài mới cung tay chào chú xã rộng tình tim nữa. Gặp đó là tôi nghe tới đó tôi không hiểu gì hết quý vị, nhưng mà nghe tiếp. Chừng đó đó Đức Phật thầy mới nắm tay Đức cố ra chỗ bà con mà chen lắng. Thì Đức Phật thầy nói người này đây quả Phật dựa kề, theo hạnh Phật được về cõi Phật. Còn những kẻ không ngay không thật, khó mong mà quả Phật dựa kề. Tức là mình không ngay không thật là bà con hốt rồi, rồi chở vô sắp hàng hốt nữa. Thành thử Đức cố mới nhường nhịn cho dân để đi về. Đó, nên được Đức Phật có bao nhiêu mà được thầy khen. Thì bà con nói Đức cố có nhiều mà được thầy khen, còn mình đến đây đua chen giành giật thôi, bây giờ mình sắp hàng cho thứ tự lại. Thì khi đó Đức cố quản ngày mấy quy y với Đức Phật thầy Tây An của mình. Thì thời gian sau thì khi quy y xong thì Đức Phật thầy, Đức cố của mình mới về nói với bà cố là bây giờ phần sản nghiệp tôi không còn dính giao lợi bà để tôi tỉnh công phu. Thì bà cố bà mới trả lời là phận nữ nhi xuất giá theo chồng, nay ông vậy tôi đã cũng vậy, chứ ông tu mà ông bỏ tôi không có chịu. Nên Đức cố nói nếu bà chịu theo thì bây giờ đắc cát rồi gì đó kêu quân gia nghị lợi chi cho hết. Thì bà cố bà nói bà cho thì cũng như nghe lời chồng vậy thôi, chứ cũng còn sợ đói. Nên bà cố hơi dằn dừ.
Thì ông cố nói nó thôi bây giờ chia hết, thì bà cố bà mới nói là thì chia nhưng mà thế má đâu cắt ra đó là đàng hoàng để nửa luồng xuồng. Thì bà cố bà còn nghi nan là không biết ông cố gặp Đức Phật thầy Tây An có thiệt không, có phải thiệt là Phật không, mà bây giờ là giặt tài gì bỏ hết đi rồi không biết sao nữa mà sống. Thì khi đó có một thời gian thì Đức cố mới dẫn bà cố đi gặp Đức Phật thầy Tây An. Thì ngài nói trình với thầy là đây là bạn đường chung thủy trăm năm của con, nên vậy đó. Rồi Đức Phật thầy mới nói đã tu hành còn sợ đói sợ no, miễn có nghèo dẫu có nghèo có đạo là hơn. Đức Phật thầy biết tâm địa tánh của bà cố nên Đức nói, thì bà cố rất là vừa lòng. Bà cố xin cho phép con được quy y này kia. Thì Đức Phật thầy mới dồn qua, lúc đó ông Hai Du của mình mới vừa có 4 tuổi à, nhưng mà được bức Đức Phật thầy gờ đầu và nói chú thím đã có người nối lửa đó, nữa hai người, người này sẽ nối hậu về sau đó. Thì ông cố mới dẫn ông Hai ra trước đó, mới kêu ông Hai là vô kính Đức Phật thầy và xin thọ phái quy y. Thì Đức Phật thầy nói chú đã có người nối lửa đó. Nói một thời gian sau thì Đức cố tu với Đức Phật thầy, thì ngài dẹp hết chuyện tài sản gia đình này kia để lo. Thì Đức Phật thầy có một thời gian Đức Phật thầy kêu Đức cố lại gầy là tôi nói cho ông biết tu theo Phật lâu siêu hơn chúa. Nó chỗ đó còn khó hiểu nữa nha, vì thầy dạy ăn cơm phải múa múa cho rồi việc chúa mới xong. Nên Đức Phật thầy gầy câu này là mới sáng nghĩa nè, ông là quan lãnh lấy ngai tuồng, ông không có thể bỏ triều đình như vậy. Nếu ông bỏ triều đình mà ông đi như vậy thì ông tu theo Phật lâu siêu hơn chúa. Nói gì thầy dạy ăn cơm phải múa múa cho rồi việc chúa mới xong. Thì chừng đó Đức cố mới trở lại tòng quân thêm một lần nữa. Thì ông Phan Khắc Thân ở triều đình đó, ông mới ra đón đường gia nghị nghĩa binh. Ít vài hôm thử sớ triều đình gần gia nghị được phong trở lại. Vua Tự Đức được phong cám bái ban chiếu kiền đóng tại An Giang. Đức Quảng Cơ cũng đứng vào hàng như các tướng được phong ngôi vị. Nó thì sau đó cái ông vua Tự Đức của mình mới cưới 3 tỉnh chia 12 phản với Tù Pháp. Cố nghe qua lấy làm bất mãn, gần bao đành dội bán dân ta, dầu tử sanh cũng quyết nhớ mà tận kỳ lực mới chia thiên mạng. Nó rồi mời tổng đốc bàn qua cho hạng để góp phần cho tạng cùng nhau. Nó thì ông Phan Khắc Thân ở chào ông mới nói với Đức cố là ông chống ngăn thì ông nói có lòng chứ gây thêm việc long đong dân khổ, chung với nước phải chung theo chỗ, ông chống là làm khổ cho dân. Cố gần ông tại ý chẳng bằng, còn hơn để muôn dân bị trị. Sợ cho kẻ ham quyền cố vị chẳng hết lòng vẹn thị toàn chung, dầu xa cơ trong bước đường cùng đã làm tướng tận chung báo quốc. Thân dầu phải nay còn may mắt cũng lần hồi nói thiệt với ông, báo với ông tôi gút vào đồng, dầu gian khó đối no mặc kệ. Đó thì ông Phan Khắc Thân với Đức cố cùng nhau lục đục làm tướng mà sợ tránh gươm đau. Thì ơn vua nợ nước lẽ nào, lúc bình trị thì hô hào chung nghĩa, sao chẳng sợ tiếng đời mai mỉa, sao gọi là chung nghĩa với dân. Ông xét chưa các bậc anh hùng không có thể sống chung với giặc. Đó Đức cố nói ông Phan tức ngặt dùng ngẩng đầu hai mắt nhìn ông, anh dùng ngẩng đầu hai mắt nhìn ông. Đó thành thử ra khi mà ông Đức cố bàn không được thì Đức cố kéo quân về đồn Bãi Trưa. 3 ngày đầu do ông kéo ngọn đi, mấy ngày đi trọn không ngơ, chẳng có ai than nói một lời, đến ngày chốt đến đây lịnh nghỉ. Sao các đồn xây lũy tại đây, nhớ khi xưa lời dạy của thầy nên ta đặt nơi đây đồng láng. Vì tình thế tạm cho giải tán, anh em đừng nắng ná lại đây, ở lại đây chừng ít chục ông để ta có phân công mọi việc. Rồi á, khi đó đó thì bà cố của mình bà ở Mương Bờ Dâu ở đây, thì bà trồng dâu dệt lụa để may đồ cho quân gia nghị. Mà lúc đó giải thiếu hụt quý vị chỉ có may được cái quần xà lỏn thôi, chứ cũng không có đủ mà bộ đồ nữa. Thì người không gõ có người lợi đố, tích sao mà bà cố ôm tơ không gõ căng có biết đâu, gờ bà cố quản ôm tơ chống giặc. Thì khi mà ông giải tán ở bên gia nghị thì mỗi ngày ông đều đi dòm ngó binh nhung. Nó bỗng tự nhiên có lệnh triều đình sai gia nghị nghĩa nghĩa binh nã chốc. Ông nhận lệnh tức mình muốn khóc, người anh hùng nã chốc là sao, tức là ông vua triều đình á, ông vua Tự Đức của mình, ông sai Đức cố nã chốc ông Thiên Hậu Vương đó quý vị. Nên Đức cố mới than người anh hùng nã chốc là sao, vị lệnh vua ta tính lẽ nào, ta phải tính mưu cao mới được, ta sang đó để mà giả trước thượng sớ rồi chẳng đặng thì đi, võ di dương lãnh lệnh chỉ huy bỏ buôn ngủ rồi đi sao đặng, và bảo phải tuân hành thượng lệnh thì việc án binh lẳng lặng chấp hành. Chừng bên trong nghỉ ước đành gành, hai ông sẽ quyết chống ngăn với giặc.
nên ông Thiên Hộ Vương Đức Cố Quản mình với ông mà Nguyễn Trung Trực của mình không đồng ý với triều đình, nên ba ông quyết cấm ngăn giới giặc. Bởi vì lệnh triều đình quá ngặt, bởi do mà pháp tặc ỷ quay hiếp dân ta, chúng nói kêu này ký hòa ước làm sai hòa ước nó, nhằm tháng 7 159 trận cuối cùng chính dính ta thua, tướng rời ru ỷ mạnh hầm hùa ta thất thế phải thua thua mãi. Võ Duy Nhương chống ngăn chặn lại, nói chung là thất bại về ta. Cuộc chiến tranh tạm gác để mà để có việc nói sang Đức Cố. Nó nghe tin giặc đã là lấy làm phẫn nộ, nghe triều đình đã bổ ông Phan làm ngoại giao nghị ước hòa đàm, chia ba tỉnh ký 12 phản. Thưa quý vị, cái chỗ này là cái chỗ mà mình nên cần để học hỏi, để hiểu biết quý vị. Ngày xưa ở ngoài Bắc á, người ta dùng cái từ á, người ta viết một cái câu thơ để người ta chữ ông vua Tự Đức mình quý vị. Chiều chiều bắt cát nhổ lông, cát kêu bớ tự sao mày bắt nhân. Bắt nhân là bớ tự là Tự Đức đó quý vị, là người ta gũa ông đó. Hay là hy sinh đời bố củng cố đời con, là hai câu này của người miền Bắc. Nhưng mà xin nói với quý vị nha, vì cái ông vua Tự Đức của mình, ông bắt tay với tụi Pháp để bắt tụi Pháp vẽ cái bản đồ hình chữ S của Việt Nam, là được cái hình chữ S của Việt Nam mình được cái bản đồ quốc tế công nhận, nên Tập Cẩm Bình nó mới xâm chiếm của mình ở Biển Đông không được, là nhờ ông vua của mình. Quý vị đừng chữ ông vua mình mà mang tội nha. Tại vì vua mình không phải ngu đâu, tướng mình cũng không phải ngu đâu, nhưng mà nhường người một bước là ông đàn dễ đi. Cũng như quý vị ở ngoài Bắc, quý vị thường nói là hy sinh đời bố củng cố đời con, thì vua của mình cũng vậy đó. Tôi bắt tay với ông đi, để tôi bắt buộc ông phải ký cái bản đồ của hình chữ S của Việt Nam này, để sau này cho con cháu chúng tôi nhờ. Thành thử ra vua của mình không phải là ngu, vì cái chỗ đó mà Tập Cẩm Bình mới xâm chiếm cái Biển Đông của mình không được. Nên ông Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm ông cho biết là Biển Đông vạn dặm gian tay giữ, đất Việt muôn năm vẫn trị bình. Chuyến này mà tụi bay qua là tao hốt bổ tụi bay hết trơn đó. Nên cái bản đồ hình chữ S này được quốc tế công nhận, nên Tập Cẩm Bình không xâm chiếm được. Vì là vua mình đâu phải ngu đâu, mà quý vị làm bài thơ chữ ổng đó, thì lúc đó mình không hiểu mình chữ, nhưng mà bây giờ mình hiểu nên mình nên tôn ổng không chữ. Rồi tướng của mình không phải là dở, mà Đức Thầy cho biết là tử vì nước còn ghi linh miếu, thác vì đời thanh sử danh bia đó. Khi đó đó thì khi năm 1873 thì Đức Cố Quản mình thách trận Lồ Bể Thưa, thì ông Hay Nhu thân bà cố gắt nên tai hại, đã mất chồng con lợi bị thương, trở lợi bủ hương phận liễu yếu, trăm đường đau khổ, ti đào thơ mà mang chiếc cả, một lời thề chẳng đổi chọn đạo thờ chồng, dầu gửi thay nơi chốn đất đồng, vẫn tháo gác gánh gồng gì có. Năm hôm sau bà nghe tin gõ gần cậu Tư giam tại An Giang, là ông Tư trái của mình đó quý vị, em của ông Hay Nhu đó. Gần cậu Tư giam tại An Giang, thầm viết thơ bảo kẻ đưa sang, bảo phải chết để giữ tròn ký thiết. Được tin mẹ cậu Tư vẫn biết gần lòng mình, ý mẹ nào sai, hướng về Tây khấn vái Phật đài, liền tự sát liền ngay trong ngục. Bỏ hôn thê dại khờ trần tục, già mẹ hiền lắm lúc nhớ thương, chờ xuôi chi đau khổ khôn lường, khiến hậu thế nhớ thương bàn bạc. Tại vì ông Tư trái hồi đó ông mới đính hôn với cái bà đó ở ông dưới mặt chân mình đó, tự nhiên nói quên. Châu Thành. Thành thử ra mới đính hôn rồi quý vị. Thành thử ra thân cậu hai nâu thồng đạm bạc, gì nói với ông Hai Nhu. Dưới mẫu từ đạm bạc giao tương, gửi sầu thương nơi chốn Phật đường, bủ hương tự Lâm Châu Thạnh Mỹ. Cậu dạng vẽ lời trai di chỉ, phái bụ sơn pháp thí độ đời, gạn danh hiền lục tỉnh đến nơi, điều thọ phái quy y bổn lắng. Rộng thang ánh tà dương mới vừa bừng sáng, bị mây đen lấp ngõ nhân đường, người nội tông thân thuộc chẳng thương, là tức là phe ông sắp phẩm để báo quan bắt ông Hai Nhu. Nở mách báo Tây Dương hại cậu, nên cậu mới tách rời bôn tẩu xứ Trà Ban nương náu tháng ngày, nhiều môn đồ khổ sở điêu linh, bị giặc pháp hành hình tù tội. Ổng than kẻ tu hành làm chi nên lỗi, mà nhẫn tâm phá gối đốt chùa, hại người hiền cho đến chát chua, cho khổ sở mới vừa kẻ ác. Ở xứ người tháng ngày nương náu, ôn việc qua mà tan nát lòng mình, cậu hằng mong trở lại sắp trình, để hưng chấn láng linh Phật pháp. Nhưng thiên định dặn thờ dị đáo, cậu cam lòng gỡ khát đắc trà, hồn về Tây nương chữ ma ha, gánh một kiếp ta bà thống khổ. Hồi tưởng lại trăm năm tiên tổ, báo tinh sơ báo bổ quân dương, vừa tu nhân học Phật đôi đường, khiến hậu thế tấm gương chói gạn. Nhờ ơn đức Tây An cao dội, gan nhị quân một cõi quai hùng, trần công gồm ít nghĩa hứa chung, và từ ái nâu sòng đạm bạc. Nên có câu xứ Gò Công có vương Công Định, ở Tân An quản lịch Nguyễn Trung, Võ Duy Dương chiêu hộ anh hùng, dùng đầm tháp hiệp cùng kháng chiến.
An Giang tỉnh Trần Công danh tiếng cũng chiêu binh đánh phá khắp vùng, dặn thờ xuôi dặn nước túng cùng luôn ba tỉnh miền Tây cũng mất. Nó đã làm người sanh trong trời đất giúp thạnh thì hưởng lộc vua ban. À, thưa quý vị, ông Hai Nhu của mình khi ổng mới vừa lên 4 tuổi là được Đức Phật Thầy Tây An của mình thọ ký rồi. Nên Đức Cố Quảng, ổng nói với Đức Cố Quảng với bà cố là chú thím bà có người nấu hương lửa. À, nên sau này Đức Phật Thầy mới giao ấn tín lợi cho Đức Cố. Thì mà Đức Cố biết ngài thắt chặn đó, ngài mới giao ấn tín lợi cho ông Hai Nhu của mình. Nên ông bà thớ của mình gặp minh sư là Trần Văn Nhu. Ông bà thớ của mình quy y với ông Hai Nhu nha. Đó, khi mà ông cắt cổ thì được Đức Phật Thầy tá bút cho ông viết bộ kim cổ kỳ quan. Chứ ông là đệ tử của ông Hai Nhu của mình, chứ không phải là đệ tử Đức Phật Thầy Tây An. À, thưa quý vị, miền Nam Việt Nam của mình có 5 vị giáo chủ. Mà 5 vị giáo chủ này chuyển kiếp chỉ có một ông thôi. Tức là Đức Phật Thầy Tây An của chúng ta là đệ nhất sư tổ. Ông Phật Trùm là đệ nhị sư tổ. Ông Bổn Sư Ngô Lợi là đệ tam sư tổ. Đức Quỳnh Giáo Chủ là đệ tứ sư tổ, tức là bốn chữ xuống trần chớ ở đâu. Đó, thành thử ra quý vị ơi, cái đời mạ nguyên mạc tặng này chỉ có một vị giáo chủ ra đời là chức năm ông chuyển kiếp. Nên ông Phật Chủng giới thiệu là lão đây chuyển kiếp mấy kỳ phiến tu, thấy đời sao quá ám u, dốc lòng dắt chúng ngục tù thoát qua. Phong nguyên tàn biến chuyển phong ba âm dương lộn lão mà thiết tha cho đời. Phu thê phụ tử gã gời, lão đây thương xót kêu mờ bớ ai, hạ nguyên này lão tái lai. Phật trời định lão chuyển ngay năm kỳ, phương Nam có mở hội thi, chọn người trung hiếu phò vì quốc dương. Đó, thành thử ra khi mình tu ra là phải quý vị phải giữ chữ trung và chữ hiếu. Sau này Đức Quỳnh Giáo Chủ trở lại, chỉ chọn hai hạng người trung và hiếu, ta nên trao chỉ hiền chứa lương bổn đạo gàn lòng, thường nguyện cầu siêu độ tổ tông, với bá tánh dạng dân vô sự. Đó, thành thử ra dầu mình tu dở cũng còn chữ chung, đừng nhảy long nhông thành sang chữ nịnh. Mà chữ nịnh thì ông Ba Thớm cho biết là lầm tà đạo là nhân hư bắt dụng, tức là chữ bắt dụng là đổ bỏ không có xài. Dầu ai tài phép bài phe, ham linh ham nghiệm sợ em ăn nghèo, lựa cho phải cột phải kèo, phải dai phải dế mà theo kẻo lầm. Ngọc kia ẩn dạng khó tầm, chọn nơi trơn tránh mới khỏi lâm khổ hình. Ách trời nạn nước thình lình, người hung cứ mãi chống kình với ta. Cái người hung đó họ giết ra họ chống với thầy mình không à, phải không? Đem tài học cổ nôm na, tức là nôm lời văn của này ông này mới, nôm lời kinh văn của ông kia mới. Hỡi ai trí thức tầm mà cạn sâu, cái người trí mới tầm ra nha. Ai là người trí gánh tầm cho ra, để đến lúc phong ba biến chuyển cảnh hồng trần tự biển mênh mông. Đó, rồi bây giờ quý vị muốn hỏi cái gì thì theo khả năng của tôi biết thì tôi trao đổi, còn tôi không biết thì tôi dựa cột mà nghe. Dạ, anh ở đây rồi. Xin phép hỏi cô Tư thêm một câu giảng cho cái thầy cũng có nói là đến ngày trả quả hầm mì biết bao, thì đức thầy nói như vậy là tới cái em của Hạ Quân này thì có trả quả chưa, mà hầm mì biết bao là như thế nào? Trả đấy con. Hạ Quân này theo bà Trúc Lâm Nương, bà nói đời mặt tặng gây nhiều nên trả nặng đó. Dạ, thí dụ bây giờ con gây á một đồng thôi mà con sẽ trả tới 10 đồng, gây nhiều nên trả nặng. Nên thầy nói đến ngày trả quả hầm mì biết bao, và bây giờ đang trả quả nè. À, quý vị thấy con vịt này tới là cái gì? Thầy nói no chiều rồi lại đối mai dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây. Đó là con vịt này là bệnh trời đó quý vị. Mà quý vị niệm từ bi thì giặc chi cũng sợ. Bây giờ nó ở trên không khí, quý vị biết nó đâu quý vị tránh không? Chỉ nó tránh mình thôi. Tức là con phải tu. Con niệm từ bi thì giặc chi cũng sợ. Dầu giặc giả ngoài kia cũng là giặc, mà cái con vịt này nó cũng là giặc, thì người ta sẽ tránh mình. Chứ mình cũng không biết ở đâu mà tránh đâu. À, đời hạ nguyên mặt tặng này khuyên cô bác anh chị em đồng đạo gán tu gấp đi quý vị. Thầy nói tu kiếp kiếp nếu không quá trễ. Cái kiếp kiếp nó có hai giai đoạn, một cái giai đoạn đầu là nó còn dài, nên thầy kêu mình kiếp nào mình đầu thai cũng phải tu hết trơn á đệ. Rồi cái giai đoạn này hạ nguyên ngắn lại, thì thử thầy nói là tu gấp luôn, kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đấu đầu khó kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Tức là quý vị niệm Phật từ hơi thở đi. Và như tôi với mấy anh này là niệm Phật từ hơi thở đi, để có mặt trong ngày Long Hoa Đại Hội. Mà tuổi thọ của quý vị là một muôn đó, mà da quý vị trắng như tiết rồi đó. Đời đó là đàn ông đó, tới 70 tuổi mới lập gia đình, mà tới 80 tuổi mới sanh con so. Ông Phật Trùng giới thiệu thượng nguyên trai thiếu gái thừa, vợ thì 57 tục quyền nhất gia, sanh đẻ khỏi mụ khỏi hà, tự sanh tự nở thượng hòa mình nuôi. Con thì hiếu thảo thận xuôi vua, du toàn gia đạo gọt bùi chia nhau. Nó thành thử ra cái đời thượng quân thánh đức là cao đẹp đúng quý vị. Quý vị hãy niệm Phật từ hơi thở để có mặt dự hội cho ngày Long Hoa Đại Hội nha.
chứ nếu để chờ sấm nổ gian thình e bá tánh ăn năn đã muộn. À, thành thử ra quý vị đừng có chần chờ nữa. À, ông Phật Trụng nói nếu chần chờ e trễ kỳ thi, thầy nói muôn thu chờ định khắc kỳ rồi, ngặt ông thách thủ hạ bề khó toan, nên chừng đó là đức Phật đức thầy đồ không toan cho quý vị được đâu, thành thử là mình phải lo thân của mình thôi. Đó, như vậy đó. Dạ thì cô Tư thì cho con hỏi thêm một câu nữa là thầy có nói là nhìn mắt nhìn ngoại quắc thảm thê, nam ban cảnh khổ cũng kề bên tai, thì cái câu đó ý nghĩa như thế nào mà cô Tư diễn giải cho con được biết? Dạ, con mong đi tập Phật. Bây giờ ngày xưa thì con không có nhìn được ngoại quắc đâu, nhưng mà giờ có vô tiếng nè, có truyền hình nè, rồi có điện thoại nè, quý vị chỉ cần bấm lên là quý vị thấy hết trơn, tất cả đất nước nào quý vị cũng tìm thấy hết. Mắt nhìn ngoại quắc thảm thê, tức là bây giờ là quý vị thấy nè, cái ông Putin đó, ổng thấy cái nước Ukraine nhỏ, ổng nói tôi đánh ông tôi chỉ một nét nhọt thôi là tôi sẽ chiếm ông được rồi. Nhưng mà đọc lại cho quý vị nghe một đoạn này là của Bửu Sơn khai bút ra trước Bửu Sơn Kỳ Hương của bậc thầy Tây An, nhưng mà bây giờ tôi tìm không ra. Tôi dám mua trên mạng là 10 triệu đó, nếu ai có cái quyển để đem lại bán tôi, nhưng mà 3 năm nay không ai đem lại. Đọc cho quý vị nghe một đoạn chỗ ông Putin nè. Trước tưởng đâu con chốt sơ sơ là ổng nói nước đã nhỏ đó, nhà nào nói là gờ đích tướng à. Đánh giặc này cũng như đánh mướn lưu bị xưa gượt giặc quỳnh căng, nghèo thiếu cơm đánh giặc kiếm ăn, chứ không phải lo cho dân cho nước. Ông đánh người ta để ông chiếm thôi, chứ không phải lo cho dân cho nước. Ai có giỏi thì hãy ra đứng trước để chờ con ô thước bắt cầu. Ngày hôm nay nó đến rồi gầu, tam thần kia hạng võ làm đầu, thấy dũng binh nhiều chuyện cơ cầu, kể sao đặng con đường đại lộ. Nơi địa hầm lục kéo quân vô, kế Trương Lương đã sắp sẵn rồi, hở Miên Quắc lẫy lừng mà khổ. Mình sẽ chạy chặn giặc tầng này, mà ông Miên này ông đánh mình chiến này là ông ngồi không đủ gốc lông vô luôn. Đó. Người làm hung có ai báo bổ, đức pháp xưa chủ nghĩa vô lương, nở hạ lệnh giết người Do Thái. Chẳng kể chi trẻ già trai gái 2 triệu người bỏ xác đầy đường, chẳng bao lâu thì nó cũng thường, mạng đổi mạng thường là phải trả. Đó đúng lực là câu nhân quả, nói đậm tâm khó tỏ thêm nhiều, chắc gần đây cũng đổ máu điều, thay chặt đất diệt tần sắp đến. Mà nếu cấm lộ đền đài đó, thì ông thẻ thứ năm mới xuất hiện. Ông thẻ thứ năm đó là ai cấm? Ông thẻ thứ năm đó là trung ương thẻ. Đức Phật thầy cấm chứ Đức Cố Quảng không cấm nữa. Đức Phật Cố Quảng chỉ cấm 4 ông thôi. Chút nữa để em nói trong clip này rồi bà anh nghe. Nó thành thử ra. Cứ nói đi. Dạ, anh nói anh tin cái đó là đúng đó. Cái lòng tin của mình đúng đó. Là gì á, ông này nè, ông nằm đây nè, nói rõ ràng là lúc đó Đức Phật thầy Tây An ngày sai Đức Cố đi cấm chỉ có 4 ông thôi. Để chút em nhắc cho mấy ông này cũng quay luôn. Vừa trả lời với anh để cho Tại ra thẻ thứ năm. Theo em biết á, thì ngày xưa Đức Phật thầy Tây An ngày gần viên tịch á, thì ngài mới sai Đức Cố là đi cấm 4 ông thẻ. Nên ngài có một cái câu, có một đoạn giảng này em xin đọc lại cho anh nghe. Ngài nói sợ cho dân lầm lạc mịt mùng, không phân biệt lối tu nào chánh, thầy mới sợ kêu dân gắn chánh. Được chưa? Được rồi, đánh đạo tà xa lánh giả danh. Đấy là đạo tà ta xa lánh giả danh đó. Thầy bèn kêu Đức Cố dặn gành, sao cố phải cấm ganh 4 thẻ. Ba dặn chú làm cho đủ lẽ, ai gian tà có thẻ chống ngăn. Người hiền lương kẻ dữ có ngàn, âm binh sẽ đố ngăn lừa lọc. Làm gỗ ấy làm bằng gỗ mộc, khi cầm rồi chú đọc tâm kinh, thì tự nhiên thần thánh ngó chừng, và sẽ có âm binh chấn giữ. Thừa thiên mạng nữa ta kiến cử sau này chú giữ đắc linh. Nay về ngôi ta phải chần trình, qua hậu nhật láng linh đô thị. Thưa anh, 4 ông thẻ của mình khi mà Đức Phật thầy Tây An biểu Đức Cố đi cấm chỉ có 4 ông, mà 4 ông thẻ của mình đều có 4 chữ Vĩnh. Một là Vĩnh Anh, 2 là Vĩnh Trung chỗ em ở nè, 3 là Vĩnh Tế, 4 là Vĩnh Điều. Bà này bà ga ông thẻ lương ăn trà nó chất quất. Bởi ông ga bà ga là em biết đồ giả rồi. Nó thì có 2 tháng mấy là bị công an cưỡng chế rồi. Em nói cho anh biết 5 ông thẻ là ông thẻ thứ 5 là nằm ở núi cấm. Mà chưa người đời của mình chưa có ai bao giờ biết ông thẻ thứ 5. Khi nào lộ đền đài Phật độ chúng sanh, từng đó ông thẻ thứ 5 mới xuất hiện, là không phải từ gọi từ ông thẻ số 5. Dựng cột đồng nhà Nam chói ánh, cờ phát lên châu đốc núi Sam, các qua nước qua nó thấy nó ham, nhìn châu báu nhà Nam mê mất.
tranh giành nhau cùng là phải chết, đời hạ quân tiêu diệt còn chi. Nó cuộc giả trần nào có khác chi, đô thị giả mến chi lao lý. Nên bây giờ đừng có ra nữa, quý vị lên mạng quý vị nói đủ thứ hết trơn, quý vị tà đạo không à, quý vị không có chánh đạo. Ông Phật ông dặn có 4 ông à, quý vị ra 5 ông, quý vị đi kiếm ăn thôi. Chứ thực chất là ông thẻ đó không có được ai chứng nhận. Bả tiện có hình có mắt đồ đàng hoàng trơn. Nhưng mà em nói cho anh nghe nè, cũng tại đồng đạo của mình, tại vì tu mà không chịu phân biệt, thành thử ra lầm tà đạo nhân hư bất dụng. Chữ bất dụng là đổ bỏ không có xài. Nên á, mình cứ chạy theo tà không à, còn với chánh thì hầu như theo ít, bởi thầy mới nói 100 mới đặng ôi thôi 10 người. Nên anh em của mình dầu tu dở cũng còn được chữ chung, đừng nhảy long nhông thành sai chữ nịnh. Mà anh thấy cái đoàn cải lương không? Nửa tuần là mấy nịnh nó ra nó ăn cháo gà mẹ nó trơn, đâu có đợi tới hết tuần đâu. Thì mình cửa sau cũng lập lợi, thầy nói nửa sau lập lợi dít tì cũng chê, bớ dân chớ có sai mê, chung lương chánh trực mới dựa kề đầy mây. Đó. Rồi bây giờ á, thành thử ra nếu lời nào của Phật thầy viết lại, Đức thầy mình viết lại, mình nên dựa theo đó để mà tu. Còn cái người nào mà ra nữa, bây giờ em đọc cho anh nghe một cái chùa này cũng Đức Phật thầy Tây An ngài viết luôn nè. Ngài nói chùa công phụ sách gần lố dạng, Phật lập rồi tỏ gạng năm châu. Chừng nói đây chưa gõ đuôi đầu, chừng được thấy ruộng sâu rồi thấy. Nó rồi chùa công phụ này, hôm mai mốt họ nghe cái họ lập cái chùa công phụ này nữa. Nhưng mà cái chùa công phụ này là Phật tiên cắt chứ không phải là người phàm cắt được đâu. Đó. Thì anh nên nhớ là khi lập đời thượng cổ mới có cái chùa này xuất hiện. Công phủ, à, là chùa công phủ sắp gần lố dạng. Cái chùa công phủ này sao lại ở đâu? Trời ơi, đã em nói em với anh là phàm mà sao biết ở đâu? Chưa xuất hiện thì sao em biết? Anh hỏi em thì cũng như không thôi. Em đã nói chừng nào Phật lập rồi mới tỏ gạn năm châu. Giờ nãy nói đây chưa gõ đuôi đầu, chừng được thấy cuộn sâu rồi đấy. Đó. Ừ, thấy không? Bà tôi nói Phật thầy viết là có người phàm nói liền. Cái bà này bà ra ông thẻ thứ năm, bà ra rồi có ông khác hay nói chùa công phụ. Chứ chùa công phụ này chưa bao giờ lố dạng đâu. Bây giờ tôi nói với quý vị nghe nè. Nhưng mà tại người ta muốn nói người ta muốn nói kệ người ta. Nhưng mà tôi nói anh à, không có ai mà cãi Phật, cãi thần, cãi thánh mà được đắc quả đâu. Phải không? Đúng rồi. Nếu mà anh cãi lời thầy đó, những người chẳng giữ lời thầy bây giờ hãng hổ thác đầy ngọn cây. Ai mà dám ra đây, dầu ai tài phép bài phe, ham linh ham nghiệm sợ em mà nghèo. Rồi lựa cho phải cột phải kèo, phải dai phải dế mà theo kẻo lầm. Ngọc kia ẩn dạng khó tầm, trộn ngơ trơn tránh mới khỏi lâm khổ hình. Đức Phật thầy đã biết trước, mình đã theo rồi. Cái tà đạo á, ông Ba Thớ thì ông kêu là tà, phần tà đạo. Ông Ba Thớ thì ông nói ngay. Còn Đức Phật thầy thì nói phần tà đạo cũng là thông thạo. Không thông sao dụ người ta được. Khuyến dụ người lập giáo khắp nơi, đi đến đâu cũng ngủ cũng mờ, người nhẹ dạ chiều mai chịu khổ. Tu là chọn gốc căn phải chỗ, không lọc lừa gian khổ về sau. Gốc Bủ Sơn chịu lệnh thiên tàu, nay ta đã chuyển giao chú xã. Đó, ông chỉ ông nào anh nên ôm theo ông đó để mà tu đi. Đó, Đức Cố Quản của mình sao trở lại là Phật Già Lam trở lại, phải giỡn đâu. Đó, còn cái ông nào mà không có xí mạng thôi làm ơn dẹp mấy ông đó qua bên đi. Nói còn bà nào bà lên nữa. Bởi bà Thớ nói đời này xưng mẹ xưng cha ngày, đến chừng đến việc khóc la ôm sồm mà không ai cứu bởi lòng ác gian. Bây giờ xưng đi. Rồi đời này nhiều hát nhiều ca, quê tình quê tự làm ma không hồn. Phải không? Hả? Đưa lên đi. Lễ nào cũng lợi nhảy nhót chỗ này của ông Thánh ông Phật rồi. Không cử kim. Đó. Thầy nói lựa những đứng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện tăng để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho giảng quốc chư ba. Thiên tàu đã xác định. Em nói anh nghe đó ha, họ xưng thì kệ họ, họ giết thì kệ họ, họ cứu cái mạng họ còn xong, huống hồ họ dắt mình. Mình phải tìm cho họ hiểu lý mới được, coi rồi phải nhận cho hiểu lý công quyền sâu của kẻ khùng này. Đó, bởi chữ khùng của Phật của thầy chứ chẳng phải của người lãng trí. Mê với tỉnh ngặn ra là lý, thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài. Thứ gì mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang khí gất. Thầy viết câu đó, cái con ông viết ông đây. Thấy bổn đạo quá nên mê ngủ tiếng trời gầm, chưa đủ giật mình âm hồn gì đạo Phật. Đổi danh của thầy, ông Ba Thớ đấy, chừng nào mà viết giảng giá hoàng gặp ta, gom bên đây mới bên kia mới là gặp ta. Là chừng gặp tuổi mùi ba tánh biết thân đó, chứ không phải giỡn đâu. Thầy trở lại đó, rồi không có được thầy lựa rồi đập đầu vô cây dừa chết, nó uổng dữ lắm đó, uổng cho có cuộc đời của mình. Ông mà lục tổ huệ năng của mình, ông nói á,
tầm đạo mà lìa đạo, chung thân đạo khó vào. Tức là quý vị tu suốt cuộc đời không vô được.